Thưa quý vị, không phải đóng thuế nhưng công ty Formosa Hà Tĩnh vẫn báo lỗ gần 600 triệu Mỹ Kim. Trên từ Hà Tĩnh vào ngày 16 tháng 7 cho hay, mặc dù được chế độ Cộng sản Việt Nam ưu ái không phải đóng thuế, nhưng nhà máy thép Formosa của Đài Loan và Trung Cộng vẫn báo lộ 598 triệu Mỹ Kim, trong khi vẫn xả thải độc hại ra môi trường xung quanh. Theo báo cáo tài chính, cho đến cuối năm 2018, công ty Formosa Hà Tĩnh, mà phần lớn cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư Trung Cộng, báo lỗ lũy kế gần 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, thì công ty này nhận được nhiều ưu ái từ chính phủ Cộng sản Việt Nam, như là được thuê diện tích đất rộng 3.300 ha trong thời hạn 70 năm, chỉ với giá thuê là 4.455 triệu Mỹ Kim trong cả thời gian trên. Công ty Formosa Hà Tĩnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu tiên đi vào sản xuất, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo và chỉ phải đóng thuế thu nhập 10% trong 50 năm còn lại. Trường hợp bị lỗ thì công ty Formosa Hà Tĩnh cũng được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo, được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định. Sau một năm vận hành lò cao số 2, năm 2018 thì công ty Formosa sản xuất hơn 5 triệu tấn thép thô, gần 3.44 triệu tấn thép cán nóng HRC. Trong 4 tháng đầu năm 2019, thì công ty đã sản xuất được hơn 2 triệu tấn thép thô, tức là phôi thép. Trong khi đó thì đã giành được 1 uh, 1.6 triệu tấn để mà tiêu thụ nội bộ xuất bán trong nước gần 300.000 tấn và xuất khẩu gần 159.000 tấn. Sản lượng thép thô sản xuất của công ty chiếm khoảng 40% toàn thị trường Việt Nam. Công ty Formosa Plastics Group của Đài Loan thì nắm giữ 70% cổ phần của Formosa Hà Tĩnh, trong khi China Steel Company, viết tắt là CSC, từ Trung Cộng thì nắm giữ 25%. Có một nghi vấn là công ty Formosa Hà Tĩnh cung ứng thép cho Trung Cộng để sản xuất tàu đánh cá nhằm độc chiếm Biển Đông. Ngoài xả thải ra môi trường thì công ty cũng đã khống chế và độc quyền khai thác cảng biển nước sâu Sơn Dương nói một cách khác thì trung cộng đang chiếm giữ chủ quyền ở khu vực hà tĩnh thưa quý vị